2010, Trần Huỳnh Duy Thức, khi đó là Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện thoại Internet OCI, đã bị kết án 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Từ đó đến nay, Trần Huỳnh Duy Thức và luật sư đã nhiều lần viết thư xin ân xá. Nỗ lực mới nhất theo hướng này là bức thư mà Ngô Ngọc Trai, luật sư bào chữa của Thức, viết và đăng lên mạng xã hội vào hôm 21 tháng 5. Đọc lá thư này, người ta không khỏi thấy buồn cười trước những lập luận ngây ngô của Ngô Ngọc Trai, Trần Huỳnh Duy Thức cùng những gương mặt chống chế độ khác. Thật nực cười khi Ngô Ngọc Trai lấy sự trỗi dậy của Trung Quốc qua những biểu hiện như đưa tàu thám hiểm lên mặt trăng hay sao hỏa để lập luận rằng để chống Trung Quốc, chính phủ Việt Nam cần khoan dung ngôn luận và lấy lý này để đề nghị nhà nước ân xá cho Trần Huỳnh Duy Thức, một người từng có những bài viết đi ngược với đường lối chính sách của đất nước và bị xử tù vì tội xâm phạm an ninh quốc gia. Không hiểu Ngô Ngọc Trai học biện hộ và tư duy logic kiểu gì mà lại dùng một lựa chọn rất vụng và nói thẳng ra là nó phi logic khi đem chuyện Trung Quốc ra để xin thả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức. Trong khi anh ta kêu gọi thả lỏng dư luận chống Trung Quốc vì lợi ích chung của quốc gia, thực chất thì những nhà dân chủ tự xưng và sống nhờ vào sự viện trợ của Mỹ và các nước phương Tây đều chỉ lợi dụng khẩu hiệu chống Trung Quốc để chống phá chế độ. Hãy lấy chính Trần Huỳnh Duy Thức làm ví dụ. Trong những năm gần đây, Thức đã liên tục viết nhiều thư ngỏ kêu gọi chính phủ Việt Nam chống lại Trung Quốc bằng cách dựa dẫm vào Mỹ. Thức không quên cảnh báo rằng nếu không làm như vậy, vận hội nghìn năm sẽ đi qua và phương Tây sẽ quay lưng với Việt Nam. Những cảnh báo này cho ta thấy hai khả năng. Một là Thức và đồng bọn chẳng hiểu gì về địa chính trị và bối cảnh xung đột quốc tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai là Thức đã bị đồng tiền của Mỹ làm nguệch ngoạc ngòi bút, nhắm viết theo ý đồ của Mỹ. Giải pháp của Thức chẳng khác nào một lựa chọn tự sát khi biến Việt Nam thành chiến trường nóng của các cường quốc như số phận mà Ukraine và Syria đã gặp phải. Thực tế cho thấy, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đã khẳng định sự đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước ta. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Mối quan hệ của ta với các nước ngày càng phát triển theo hướng các bên cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực. Ngược lại, loại dư luận chống Trung Quốc kiểu Trần Huỳnh Duy Thức có vẻ lợi bất cập hại. Còn đó, những hậu quả mà luồng dư luận này gây ra cho những doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản tại Việt Nam trong vụ bạo động năm 2014, không biết Ngô Ngọc Trai có còn nhớ. Với kiểu biện hộ như thế, có thể thấy cả Ngô Ngọc Trai và Trần Huỳnh Duy Thức thực ra cũng chẳng có lý tưởng nhân quyền, dân chủ gì. Chẳng qua chúng chỉ mượn oai hùng để rộng đường cơ hội chính trị với việc phụ thuộc vào Mỹ. Rốt cuộc, những lý lẽ mà Thức và Trai làm nhảm vẫn không ngoài bản chất chống phá nền hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước.